Xin chào tất cả các quý vị và các bạn Cảm ơn tất cả mọi người đã tới kênh của mình Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mới nhất về bằng tổng sắp huy chương SEA Games 31 Đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thì vẫn đang dẫn đầu với con số hủy diệt 39 huy chương vàng, 30 huy chương bạc và 28 huy chương đồng Trong ngày hôm nay thì đội tuyển Thái Lan từ hạng 4, hạng 5 đã vươn lên ở vị trí thứ hai với 14 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 29 huy chương đồng. Tổng số đội tuyển quốc gia Thái Lan đã có 57 huy chương. Đội tuyển Indonesia đứng thứ hai, đứng thứ ba với 13 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Đội tuyển Malaysia sau một thời gian đứng top 2 thì bây giờ đã ở vị trí top 4 với 13 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 20 huy chương đồng. Đội tuyển Philippines 11 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 22 huy chương đồng. Đội tuyển Singapore thì có 9 huy chương vàng. Đội tuyển Myanmar có 3 huy chương vàng. Campuchia và Brunei thì mỗi quốc gia có 1 huy chương vàng. Đội tuyển Lào của chúng ta thì có 1 huy chương bạc và 4 Không, đội tuyển Lào anh em. 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Duy nhất còn mỗi đội tuyển quốc gia Đông Timor Timor Leste vẫn chưa có huy chương Chúng ta cùng cố gắng cổ vũ cho đội tuyển Timor Leste sẽ có huy chương Đồng thời đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ giữ vững phong độ luôn luôn ở top 1 dẫn đầu bảng xếp hạng đồng sắp huy chương Đồng thời cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta năm nay sẽ tiếp tục vô địch SEA Games Xin chào tất cả mọi người đã quan tâm lắng nghe. Mọi người hãy ấn đăng ký kênh để theo dõi các thông tin mới nhất về bảng tổng sắp huy chương sea games hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo